Hello, xin chào tất cả các bạn. Thầy là thầy Di ở trung tâm NQH khu vực Tân Phú, được chưa? Rồi hôm nay thầy sẽ làm cái video này để chữa năm cái câu trong đề thi Võ Lâm NQH môn vật lý vào tháng 9, được chưa? Chúng ta có năm cái câu nâng cao. Ok, bây giờ thầy sẽ bắt đầu chữa luôn ha. Rồi bây giờ thầy sẽ vô câu số 1 trước nè. Rồi, câu số 1 này là một cái câu về tổng hợp dao động. Thì lớp nâng cao của thầy thì đã học tổng hợp dao động rồi. Cho nên là ra đề thì nó có cái âm hưởng để ôm lại. Ok. Rồi chúng ta vô cái bài tổng hợp dao động này như sau. Chúng ta có hai dao động cùng phương. Có lần lượt có phương trình lần lượt là như đây, như đây, như đây. Được chưa? Vậy tất nhiên là những cái dao động này nó phải cùng tần số thì mới tổng hợp được. Và tất nhiên là omega của dao động tổng hợp này cũng bằng omega của dao động 1 và omega dao động 2 luôn, bằng pi luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ nó hỏi là cái biên độ của dao động tổng hợp có thể bằng bao nhiêu? Có nghĩa là tìm cái điều kiện của biên độ dao động tổng hợp. Như chúng ta đã biết á, thì biên độ của một cái dao động tổng hợp á, nó sẽ có cái điều kiện cần là nó phải chạy từ hiệu, được chưa? Chúng ta phải chạy từ hiệu chỉ tuyệt đối của hiệu tới tổng hai biên độ. Tuy nhiên, được chưa? Để có được một cái điều kiện chặt hơn thì chúng ta phải đánh giá nó qua từng cái bài toán một, được chưa? Từng cái bài toán cụ thể. Thì chúng ta có cái phương pháp như sau ha. Thầy sẽ tóm tắt ra để chúng ta nhìn thấy cái lượt đồ là giải. Okay. X1 chúng ta có pha ban đầu, X2 chúng ta có biên độ nhưng không có pha ban đầu, X3 chúng ta có pha ban đầu nhưng lại không có biên độ. Được chưa? Thì khi nhìn vô cái ma trận này nè, được chưa? Đó, để giải tam giác thì chúng ta phải có ba yếu tố. Bây giờ chúng ta có ba yếu tố và ba yếu tố này là gồm hai pha và một độ dài, một biên độ. Thì khi mà nhìn thấy cái ma trận có hai góc và một biên độ, chúng ta sẽ đánh vào sử dụng định lý hàm cos. Được chưa? Chúng ta sẽ moi ra được cái điều kiện. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bắt nguồn từ cái tư duy thuần túy là A chính là tổng hợp ha. Đó. Của hai vector A1, A2 là hai vector biểu diễn cho dao động, được chưa? Hai vector quay biểu diễn cho dao động. Thì bây giờ á, để xài được hai cái pha này nè thì hai thằng này phải nằm chung một vế, được chưa? Thằng dao động tổng hợp này nó phải với thằng X1 nó phải nằm chung một vế. Thì thầy rút A2 ra thì chúng ta sẽ có là A của mình trừ đi cho vector A1. Ok. Rồi, để xài được chúng ta bình phương hai vế lên. Ha. Không mất tính tổng quát, chúng ta bình phương hai vế lên là A bình nè, cộng đi cho A1 bình nè. Chỗ này dấu trừ, chúng ta dùng trừ 2. Tích vô hướng của hai vector là modulus của vector này nhân modulus vector kia nhân cho cos của góc xen giữa, được chưa? Delta phi thôi. Do cos là nó không ảnh hưởng tới dấu cho nên chúng ta dùng cái gì cũng được, chưa? A2 của mình á, nó chính là bằng 6 bình phương bằng đi cho A bình phương là bằng A bình phương chưa có, A1 bình phương cũng chưa có luôn. Rồi, hai lần A1 được chưa? Nhân cos được chưa? Trừ bi chia 2 mà trừ cho trừ bi chia 6 hay là hai này trừ nhau kệ cha nó ha. Đó thì chúng ta có là cos của bi chia 3. Cos của bi chia 3 là 1/2 thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta xếp lại phương trình này cho nó khỏe nè. Rồi bây giờ chúng ta cần tìm điều kiện của A. Thì chúng ta phải coi như đây là một cái phương trình bậc 2 theo A1. Thì khi mà dùng điều kiện có nghiệm của cái phương trình bậc 2 đó. Được chưa? Dùng cái biệt thức delta không âm á, thì chúng ta sẽ có được cái khoảng giá trị chặt của A. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Chúng ta sẽ coi như là A1 là ẩn nè. Đó, rồi trừ đi cho hai lần A là chỉ là tham số thôi. Được chưa? Đó. A1 đây. 2 với 2 mất nè. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển vế qua thì thằng này nó chính là trừ đi cho 36, được chưa? Bằng 0. Đó, đặt nó là phương trình sau. Rồi, để tồn tại a. Tức là cái phương trình sau này phải có nghiệm. Mà muốn phương trình sau này có nghiệm á, được chưa? Đó. Thì suy ra gì? Ở luận nó một cái nha. Để tồn tại a nè. Suy ra sao phải có nghiệm
mà muốn sao có nghiệm á, là biệt thức delta của phương trình sau này, được chưa? Đó chính là b bình nè trừ 4ac, nó phải sao? Ok, nó phải không âm, được chưa? Đó, rồi chúng ta giải nó ra thôi. À, bây giờ chúng chuyển vế thì chúng ta có là 3a bình phương nè bé hoặc bằng 4 nhân cho 36, được chưa? Để 4 nhân cho 36 thôi. Rồi chúng ta chia cho 3 đi. Có nghĩa là a bình nó sẽ nhỏ hơn bằng. Ok. 36 chia 3 là 12, 12 nhân 4 là 48 nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải ra a. A của mình nó sẽ bé hơn bằng. Đáng lẽ là giải bớt phương trình này là bớt phương trình ấy ha, cho nên chúng ta dùng dấu suy ra thôi nè. Căn của 48, được chưa? Căn của 48. Căn của 48 thì nó sẽ nhỏ hơn căn của 49 là nhỏ hơn 7, được chưa? Nhỏ hơn 7. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này để chọn đáp án là câu B, được chưa? Rồi, thầy đã chữa xong câu số 1, được chưa? Rồi, ok nha. Rồi thầy tiếp tục với câu số 2. Câu số 2 là về một đồ thị elipsin, được chưa? Đồ thị này là đồ thị giữa hai đại lượng. Chưa? Hai đại lượng này là hai đại lượng dao động điều hòa. Chúng ta đọc cái đề nè. Đây, chúng ta có hai dao động điều hòa cùng tần số, được chưa? Cùng vị trí cân bằng O trên trục OX. Đó. Và do là này là x x cho nên là hai thằng này là cùng phương nha. Được chưa? Hai này là cùng phương đó. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 vào x2 được cho như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động này là. Ok. Bây giờ đề bài nó hỏi là độ lệch pha giữa hai cái dao động này. Đây là cái đồ thị liên hệ giữa hai đại lượng biến thiên điều hòa theo thời gian. Được chưa? Chúng ta khử t, chúng ta liên hệ với nó nhau thì nó ra này. Ok. Rồi, bây giờ để giải quyết được thằng này á, thì chúng ta phải có hệ thức độc lập tổng quát, được chưa? Chúng ta có hệ thức độc lập tổng quát. Hệ thức. Thì cái hệ thức độc lập tổng quát này thầy đã chứng minh trong lớp của thầy, được chưa? Đó, hoặc là trên kênh YouTube của thầy cũng có chứng minh. Ok. Thì hệ thức độc lập tổng quát của mình á thì nó chính là x C1, được chưa? Đó, chia cho biên độ của A1 đi. Tất cả bình nè. Đó, thầy ghi tạm thời cho cái dao động điều hòa đi ha. Đó, tất cả bình nè. Trừ đi cho hai lần. Đó, nó giống như là một cái định lý hàm cos vậy mọi người. Cho nó giống như cái định lý hàm cos vậy đó. Đó, tuy nhiên thì nó có một cái số khác biệt. Đây là hệ thức lệch pha tổng quát nha. Đó, ngược pha thì chúng ta có cụ thể là nó chia cho cực đại của nó bằng cộng nó chia cho cực đại của nó. Ngược pha thì nó là dấu trừ, còn vuông pha thì chúng ta có là tổng bình phương bằng 1. Thì thằng này ha, nó chính là có dạng là như vậy. Đó. Và chúng ta sẽ áp dụng thằng này vô giải này. Đây là cái biến thể từ một cái đề thi đại học, được chưa? Đó, năm mấy thì không nhớ, để cho thầy chế lại. Thì cái đó là đồ thị của điện xoay chiều, nhưng mà bây giờ thầy chế lại hình này. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng được chưa? Do là không thấy A1, không thấy A2. Đó, không thấy độ lệch pha. Ít nhất chúng ta phải có 3 phương trình. Được chưa? Bây giờ nhìn vô đây ha, các ô ly đều có tỷ lệ như nhau. Thì chúng ta sẽ lấy 3 điểm này, 1 2 3 đi. Được chưa? Lấy điểm số 1, được chưa? Lấy điểm số 1. Lấy điểm số 1 chúng ta có x1 bằng 2 ô, x2 bằng 3 ô, được chưa? X1 là 2 ô nè. X2 là 3 ô. Đó, thầy giải chi tiết nha mọi người, cho nên là nó sẽ lâu đấy. Còn nếu mà nhanh thì sợ mọi người không hiểu gì cả. Cos của delta phi 1 bằng để cho sin bình của delta phi một phương trình. Chúng ta dùng cái phương trình số 2. Phương trình số 2 là cả hai thằng đều bằng 3, được chưa? Cả hai thằng đều bằng 3. Và mục tiêu của chúng ta là đính tính cái thằng delta phi thôi. Và chúng ta có là A1 tất cả bình nè. Cộng đi cho 3 chia cho A2 tất cả bình nè. Trừ cho 2. Đây là 3 chia cho A1. Đó, chúng ta cứ ghi ra thôi. Thằng này chỉ có cách tính gần đúng thôi, nhưng mà tuy nhiên thì cái bài này nó chặn cái sự tính gần đúng đó ha. Đó, do là nó không thấy biên độ cho nên là nó khó. Đây ra. Số 3. Thôi gặp một lần để sau này gặp chúng ta không có bị khớp.
Rồi, thằng này là ngược lại thôi. Thằng số 3 này thì x2 bằng 2 ô, x3 bằng 3, x1 bằng 3 ô. 3, 2. Tất cả bình trừ đi cho 2 lần 3 chia cho A1. Được chưa? Rồi. Bây giờ này là 2 chia cho A2. Đó. Cos delta phi, được chưa? Bằng đi cho sin bình delta phi. Ok. Và bây giờ chúng ta quan sát một chút nè, chúng ta quan sát một chút. Thì nếu mà chúng ta lấy cái phương trình số 1 ha, chúng ta đem trừ cho phương trình số 3. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Được chưa? Ừ. Phương trình số 1 mà trừ đi cho phương trình số 3 thì những thằng này nó triệt tiêu nè. Triệt tiêu nhau hết, được chưa? Đó. À, đây là cái hướng để giải được cái hệ này nha. Cái hệ này nó sẽ có đối xứng ở hai chỗ đó. Rồi. Thì ở đây là 2 bình là 4 trừ 3 bình là 5 nè. Được chưa? 5 chia cho A1 bình nè. Dấu trừ. Đó, lấy 1 trừ 2 mà, đúng không? Ở đây là đi cho 5 chia cho A2 bình. Thì chúng ta dễ dàng có được gì? Suy ra A1 bằng đúng cho A2, được chưa? Thì gọi nó là bằng bằng A, ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái A1 bằng A2 á, được chưa? Đó. Để ta giải quyết cái bài này. Rồi, bây giờ chúng ta cứ sử dụng phương trình số cái này là số 2, số 3 chứ nhỉ. Chúng ta sử dụng phương trình số 2 thôi, được chưa? Rồi, bây giờ hai này đều bằng sin bình nè. Được không? Đó, thầy sẽ cho phương trình 1 bằng phương trình 2 để giải tiếp. Được chưa? Đó. Tại vì nó đều bằng sin bình mà, đúng không? Ở phương trình 1 bằng phương trình 2 thì mọi người thấy là nó tất cả thằng này nó đều cùng mẫu nè, triệt tiêu hết mẫu luôn, được chưa? Đó, giờ chúng ta một chúng ta ghi lại nè, 2 bình là bằng 4 nè. 3 bình là bằng 9 nè. Trừ đi cho 2 lần nè. 2 nhân cho 3 nè. Nhân đi cho cos của delta phi. Được chưa? Thì nó sẽ bằng đi cho 9 nè. Cộng đi cho 9 nè. Được chưa? Rồi. Xong rồi trừ đi cho 2 nhân cho 9 nè. 3 nhân 3 nha. Cos delta phi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải ra cos delta phi là bằng bao nhiêu. Được chưa? Rồi, ok. Mình giải thôi. Bấm máy tính cho nó nhanh. 4 cộng 9 trừ 2 nhân 4 nhân 3 là 12. 12x. Để này là x luôn. Rồi. Bằng đi cho 9 cộng 9 trừ đi 18x. Được chưa? Đó. Rồi bấm Shift Solve bằng. Hỏi ra số này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cần tính gốc ở chế độ radian. Chúng ta đổi qua radian. Shift Mode 4. Xong rồi Shift Cos Answer bằng là 0,58, được chưa? 0,58. Rồi, chúng ta có được cos delta phi là bằng bao nhiêu đó. Suy ra được delta phi sẽ bằng đi cho 0,58 mấy 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 đó radian, được chưa? Thì nó gần giá trị nào nhất? Được chưa? Đó, thì nó sẽ gần giá trị câu D nhất là 0,59, được chưa? Rồi. Vậy là chúng ta đã giải xong câu số 2. Chúng ta tiếp tục với câu số 3, được chưa? Câu số 3. Câu số 3 là một bài toán thuộc cái phân vùng kiến thức là năng lượng dao động điều hòa. Ok ha. Rồi chúng ta có nè. Một số điểm dao động điều hòa không ma sát trong quá trình chuyển động về vị trí cân bằng nha. Đó, T2, T3 gì đó, khoảng cách nó giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống nè. Đó, và động năng lần lượt nó tăng lên, tăng lên, tăng lên. Thì đây là một cái hiện tượng hết sức hợp lý, được chưa? Giá trị của B gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì đối với những cái bài mà có những cái thời điểm liên tiếp như vậy, được chưa? Đó, và từ gì? Từ tỷ lệ của các cái của các cái đại lượng động học như là x, v, a, chúng ta cần suy ra được tỷ lệ của động năng, thế năng, cơ năng. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp ba cột, được chưa? Đó. Thầy vẽ ba cái cột ra.
À, chúng ta có ba cái thời điểm cho nên là thầy vẽ ba ba dòng ra. Rồi ở đây cơ năng, ở đây động năng và ở đây là thế năng. Rồi bây giờ chúng ta biết nè. Được chưa? Tỷ số khoảng cách của nó, khoảng cách đến vị trí cân bằng chính là chiều tuyệt đối của x nha. Thì nó chính là căn 11, lần lượt là căn 11 nè, tỷ lệ với căn 5 nè, tỷ lệ với căn 3 nè. Và chúng ta biết là thế năng á, nó sẽ tỷ lệ với x bình phương. Cho nên á, thế năng của tụi nó thế năng của ba thời điểm này nó sẽ tỷ lệ theo tỷ số là 11, 5 và 3, được chưa? Đó, những bạn học lớp thầy thì rất là rành phương pháp này rồi nha. Ok chưa? Và chúng ta sẽ đó, đặt cho nó một cái ẩn. Thí dụ đây là 11 chữ A đi. Chờ tại tí nữa nó đặt chữ B rồi. 5A 3A, được chưa? Rồi động năng lần lượt nè. B này cũng không phải là B đâu nha, B phải ở đơn vị millijoule cơ. Để đặt nó là x đi, để ra thầy đặt nó là x. Thì nó sẽ là bằng đi cho thằng này là 0,14 nè, 0,18 nè, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta biết là động năng cộng thế năng, được chưa? Trong mỗi trường hợp thì nó phải bằng gì? Phải bằng cơ năng, được chưa? Cơ năng sẽ bằng tổng động năng và thế năng, được chưa? Đó, cộng đi cho 0,18, được chưa? Rồi bây giờ sử dụng thời điểm 1 và thời điểm 2, được chưa? Chúng ta sẽ có được là do cơ năng của mình là phải bảo toàn, được chưa? Cho nên á, là mình shift zone ra A, được không? Đó, cơ năng của mình là phải bảo toàn. Cho nên mình sẽ có là 5A cộng đi cho 0,14 bằng đi cho 3A cộng đi cho 0,18, được chưa? Do bằng đều bằng cơ năng, được chưa? Cơ năng bảo toàn. Thì đó mình có là 3x nè cộng cho 0,14, được chưa? Bằng đi cho 3 lần nè A nè cộng đi cho 0,18 và shift zone bằng, được chưa? Thì nó sẽ ra là 0,02, được chưa? A của mình sẽ bằng đi cho 0,02. Ok. Và đây là 0,02 joule, được chưa? Ôi, sorry. Ở 0,02 trước. Ok. Rồi, đã có A là 0,02 rồi thì mình sao? Mình tính ra cơ năng được không? Mình tính ra cơ năng là 5 nhân cho 0,02 cộng cho 0,14. Muốn thế ra đâu thế nha. Chưa? Thì nó sẽ ra là 0,24. Ô lô tô này là 0,24. Được chưa? 0,24 mà trừ cho 11A. Giờ x á, x của mình nè. X của mình á là bằng 0,24 trừ đi cho 11A là 11 nhân cho 0,02 là 0,22 đó, thì nó sẽ ra là 0,02, được chưa? Đó, joule luôn. Thì mọi người muốn đổi qua millijoule thì nhân cho 1000 thì nó sẽ ra là 20 millijoule. Vậy là gần giá trị nào nhất? Chính xác là gần 21 nhất. Ok. Mình chọn câu A, được chưa? Chọn câu A. Rồi tiếp theo. Vậy là đã giải xong câu số 3 nha. Tiếp theo câu số 4. Ok. Rồi, câu số 4 là một câu về đồ thị, được chưa? Đồ thị cặp dao động. Ok. Ở đây là một cái câu nâng cao khó nha mọi người. Ok. Rồi. Bây giờ câu số 4 này gồm chúng ta có hai vật nhỏ dao động điều hòa cùng phương cùng tần số 0,5 Hz cùng vị trí cân bằng, có ly độ phụ thuộc vào thời gian biểu diễn như hình bên. Biết rằng 3T2 bằng 20T1, được chưa? Đó, T1 là chỗ gì? Chỗ này, còn T2 là chỗ này, được chưa? Ban đầu hai vật xuất phát ở cùng một vị trí, được chưa? Cùng một vị trí, đây, cùng một cái chỗ x0 này đây. Đó. Khoảng cách của hai chất điểm tại thời điểm T bằng như đây, gần giá trị là sau đây, được chưa? Rồi, đó, thì nó dao động cùng phương bình thường thôi ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái đồ thị này, hai cái vật này đây, nó khác biên độ và không biết biên độ nó là bao nhiêu hết. À, biết chứ, đúng không? Một cái là biên độ là 2 căn 2, một cái biên độ là 2 căn 3, được chưa? Ok chưa? Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nó xuất phát ở cùng một vị trí, được chưa? Mới đầu, được chưa? Mới đầu. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ nè, được chưa? Khi mà bài toán dính dáng nhiều tới thời gian, chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất thôi, đó chính là dùng vòng tròn lượng giác, được chưa? Rồi bây giờ thầy dùng phương pháp vòng tròn lượng giác. Thì ở đây thì mình sẽ lấy này là a căn 3 chia 2,
thằng này ha, nói chung dễ đại thôi, dễ đại ha. Chúng ta sẽ vẽ vòng tròn đa bán kính, được chưa? Vòng tròn đa bán kính. Đây là x, đây là v. Ok không? Đó, để khai thác nó thì chúng ta sẽ vẽ vòng tròn đa bán kính thôi, tại vì hai này nó sao? Khác biên độ, được chưa? Khác biên độ mới đâu tôi. À, một thằng màu đỏ đi. Rồi, thằng màu đỏ chính là thằng số 1 là nó có biên độ là 2 căn 3. 2 căn 3, được chưa? Đó. Còn thằng kia là thằng màu màu gì đó, màu xanh, được chưa? Màu xanh. Đó, nó sẽ có biên độ nhỏ hơn. Rồi thôi dễ đại thôi mọi người ha, dễ đại thôi chứ giờ đâu biết nó đâu đâu mà ấy, nhưng mà chúng ta biết tỷ lệ của nó cũng được, được chưa? Biết tỷ lệ nó thì cũng hay, được chưa? Tuy nhiên thì thôi, mình giả sử là mình không biết gì hết đây. Rồi bây giờ chúng ta thấy là nó xuất phát ở cùng một vị trí, được chưa? Xuất phát ở cùng một vị trí, và vị trí này là ở vị trí gần biên âm, được chưa? Đó, một vị trí nào đó chả biết, rồi chấm đại một cái vị trí thôi đây. Cả hai đều là biên âm mà đi ra gì, gần biên âm, chuẩn bị đi ra biên âm, được chưa? Nó nằm ở bên phần âm và chuẩn bị đi ra biên âm đó, thì một thằng ở đâu đó ở đây, chọn lại một vị trí nha, x không, được chưa? Đó, có một thằng ở đây, một thằng ở đây, được chưa? Rồi ok. Và hai thằng này đều gì? Đều cùng có một cái vị trí ban đầu là x không, được chưa? Đây, được chưa? Đó, đây là cái hai thằng này ở vị trí ban đầu. Rồi bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái thời điểm T1, T3, 3T2, 3T2 ta có là 3T2 nè, bằng đi cho 20 T1. Vậy T2 là gì? Được chưa? T2 chính là hai thằng bắt đầu xuất phát rồi, cái thằng đó là cái thời điểm T2, chính là cái thời điểm đặc biệt của thằng số 2, được chưa? Thằng số 2 nó sẽ ra biên âm, được chưa? Thằng đứt nét nè, ra biên âm, sau nó lên biên dương, sau nó đi qua lại vị trí cân bằng, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay cái thằng số 2 nè. Quay cái thằng số 2 nha. Đây thằng số 2. Đó, ra biên âm nè. Ra biên dương nè. Ra biên dương nè. Xong nó sao? Qua cái vị trí cân bằng. Có nghĩa là nó quay một cái góc như đây, để cho mọi người. Nó quay một cái góc tít tình tịt đây nè. Được chưa? Đó. Thì á, chúng ta thấy rõ ràng một điều ha. Chúng ta học dao động điều hòa quen riết biết nè. Thì thời gian chính là tương ứng với góc quét. Thời gian sau thì góc quét nó vậy, được chưa? Thời gian sau thì góc quét nó sẽ vậy. Rồi, ba nè, delta phi 2. Delta phi 2 của mình chính là arc cos của góc này, đúng không? Đó. Đầu tiên là arc cos của góc này cộng cho 270, được chưa? Đó. Cộng cho ba cái 90 độ. Rồi, arc cos của x0 chia đi cho a2. A2 là nhiêu nhỉ? A2 là phải là bao nhiêu, được chưa? Chúng ta cần biết cái góc thôi mà. Cho nên là chúng ta cứ để arc cos như bình thường nha. A2 của mình chính là bằng đi cho 2 căn 2, được chưa? 2 căn 2. Chuẩn. Đó. Cộng đi cho 270 độ, được chưa? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ bằng đi cho 20. Rồi. T1. T1 là gì? T1 là để cho cái thằng x1 ra ra biên âm, được chưa? X1 ra biên âm.
cái một ra biên âm thì rất là dễ ha, cái góc đó rất là dễ tính, được chưa? Ở góc này chính là arc cos của x0 chia đi cho 2 căn 3 luôn, được chưa? Chia cho biên độ của hằng số 1 luôn. Xong. Rồi chúng ta shift solve để giải ra x0. Chúng ta thấy rõ ràng do là x0 ha mọi người, nó là ly độ cho nên nó phải nhỏ hơn 2 căn 2 và lớn hơn 0, đúng không mọi người? Đó, phải nhỏ hơn 2 căn 2. Tại vì nó phải là ly độ của cả hai thằng mà, cho nên nó phải nhỏ hơn biên độ của thằng nhỏ nhất, được không? Rồi chúng ta cứ bấm thôi. Nhưng mà nhớ để máy tính ở chế độ độ nếu mà chúng ta thiết lập phương trình ở đơn vị là độ. Rồi bây giờ chúng ta có ba nè. Shift cos x0 là x nè. Chia đi cho 2 căn 2 nè. Được chưa? Đó, và chúng ta có thằng này là đi cho cộng đi cho 270. Được chưa? Đó, đóng ngoặc lại. Thì nó sẽ bằng cho 20 shift cos của x chia đi cho 2 căn 3. 2 căn 3, được chưa? Rồi, đóng ngoặc lại. Và có shift solve, được chưa? Đó, thì chúng ta để gần 2 căn 2. 2 căn 2 thì nó cỡ nhiêu nhỉ? Nó cỡ 2 đi, để 2 đi. Đó, nó sẽ ra nhiêu? Nó sẽ ra là 2,449, được chưa? 2,449. Được chưa? Là bao nhiêu? 2,449 ha, x0 sẽ là 2,449 này nọ. Lọ chai, được chưa? Ok chưa? Chuẩn không nhỉ? Rồi, ok. Rồi, 2,449 là cái gì? Đó, chúng ta sẽ báo answer bằng 2,449 ha. Không biết nó là cái gì. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta lấy 2,449 mà đem chia đi cho 2 căn 2 thử, được chưa? Thì nó sẽ ra là thằng này giống như là căn 3 chia 2, đúng không? Đó, vậy là 2,449 đó, thật ra của nó, được chưa? Nó chính là căn 6 mọi người, căn 6 cm, được chưa? Đó, đây nè. Căn 6 thử nè. Đó là 2,449, được chưa? Thầy chế đề, được chưa? Thầy chế đề cho nên là nó ok, nó phải 6, được chưa? Đó, để sao? Để mọi người còn suy nghĩ, được chưa? Rồi. Đây là căn 6 nha. Đó, và này là cái biên độ của nó là 2 căn 2 nè. Đó. Rồi, vậy thì 2 căn 2 nó làm sao với căn 6? 2 căn 2, được chưa? Ô, căn 6 mà đem chia cho 2 căn 2. Mọi người sẽ thấy nó đẹp ha. Bây giờ mọi người sẽ thấy nó đẹp, được chưa? Chế đề nó phải hay, được chưa? Căn 3 chia 2, nó chính là A2 căn 3 chia 2. Đó, nó chính là cái thằng màu xanh căn 3 chia 2. Rồi, và nó chính là bằng thằng màu đỏ sao? Được chưa? Thằng màu xanh là căn 3 chia 2 nè. Chuẩn, được chưa? Chuẩn. Còn thằng màu đỏ nó sẽ sao? Được chưa? Thằng màu đỏ là căn 6 chia đi cho 2 căn 3. Thì nó sẽ là căn 2 chia 2 của thằng màu đỏ, được chưa? Căn 2 chia 2 của em màu đỏ. Đó. Rồi chúng ta sẽ có được file ban đầu của hai đứa, được chưa? Rồi. X1 ha, suy ra X1 màu đỏ nè. Sẽ bằng đi cho 2 căn 3, được chưa? Rồi, nếu mà chỗ này là A căn 2 chia 2 của thằng màu đỏ thì file ban đầu của thằng màu đỏ phải là 3B chia 4, khỏi nói nhiều. Được không? Rồi. Còn của thằng màu xanh thì nó sẽ là x2 là bằng 2 căn 2, được chưa? Đó, vậy nó sẽ là căn 3 chia 2, vậy nó ở đây căn 3 chia 2. Thì nó sẽ là góc to là 5B chia 6, được chưa? Thì chúng ta dễ dàng có được cái khoảng cách đại số của hai vật, cho suy ra được khoảng cách đại số của hai vật là x2 trừ đi cho x1. Thôi x1 chữ x2 luôn đi. Nào cũng được mọi người ha, không quan trọng. Khoảng cách đại số thôi. Tí nữa muốn khoảng cách hình học chúng ta lấy chỉ tuyệt thôi. Được chưa? 2 căn 3 nè. Góc là 3b chia 4 đem trừ đi cho 2 căn 2. Được chưa? Góc là 5b chia 6, được chưa? Thầy làm tới bài số mấy rồi nhỉ? Ok, bài số 4, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính, đổi máy tính qua chế độ radian, qua chế độ complex để bấm tổng hợp dao động, được chưa? Đó. Ok, nói chung là đây là vận dụng cao ha. Ai hiểu được hay không hiểu được thì do là học hay là không được học thôi, được chưa? Chứ không phải là mình ngu nha, không phải là mình ngu nha. Mọi người đều như nhau, được chưa? Đều có khả năng học hỏi như nhau. Chứ ai muốn thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là thằng này nó sẽ là căn 6 trừ căn 2, được chưa? Đó, nó sẽ ra là căn 6 trừ đi cho căn 2.
Đó, thầy dịch cho phương trình luôn, code. Chưa? Ok, tần số là 0,5 Hz. Hồng cánh sen bằng 0,5 Hz. Vậy thì suy ra omega của mình là quậy sẽ bằng hay bị phạt sẽ bằng để cho pi ra đang trên dây. Chuẩn chưa? Rồi, khỏi chỉnh. Thì này là code pt. Rồi, pha ban đầu của này là cộng pi chia 2. Nó kêu khoảng cách đúng không? Nó kêu khoảng cách là tại thời điểm này, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cứ tính độ lớn của delta x, chưa? Chính tính trị tuyệt đối của delta x tại thời điểm nhiêu? T bằng 20,1. Thế vô thôi. Được chưa? Thế vô thôi chứ giờ sao giờ? Rồi, ghi phương trình ra thế vô. Bằng nè. Căn 6, được chưa? Trừ đi cho căn 2. Đó, nhân đi cho cos của pi x plus cho pi over 2. Ok, rồi chúng ta calculate 20.1 bằng, được chưa? Là bằng đi cho 0,32, được chưa? Xấp xỉ, được chưa? À, về mặt độ lớn là 0,32 centimeter. Ok chưa? 0,32 thì đáp án phải gần cái nào nhất, được chưa? Phải gần 0,3 nhất, chọn câu cờ, được chưa? Chọn đi cho câu cờ. Vậy thì chúng ta đã kết thúc câu số 4, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái vấn đề số 5, được chưa? Với cái vấn đề số 5. Đây, là một cái câu mà trò bò đấy, được chưa? Liên quan đến con lắc nò xo, được chưa? Con lắc nò xo treo thẳng đứng, được chưa? Một vấn đề khủng khiếp, được chưa? Rồi. Ok, câu số 5. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên lò xo gắn cố định, đầu dưới lò xo gắn vật nặng. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Được chưa? À, chọn chiều dương được được thế nha. Góc O tại vị trí cân bằng của vật, năng lượng của vật, được chưa? Thì năng lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa chính là cơ năng chứ gì, được chưa? Đó, thì chúng ta biết cơ năng nó chính là bằng 1 phần 2 K A bình phương bằng đi cho đổi qua joule chia cho 1000 đi là 0,0675 joule, được chưa? Rồi, suy ra luôn là K A bình bằng cái gì luôn nè. Suy ra luôn nè. Nhân 2 lên, double lên, được chưa? 0,10 mấy đó, được chưa? 0,10 mấy, 13 hả? Ok, tính đi. 0,0675 nhân đi cho 2 bằng đi cho 0,135, được chưa? 0,135. Chuẩn. Tiếp theo là cái lực độ lớn lực đàn hồi cực đại. Thì như chúng ta biết thì độ lớn lực đàn hồi cực đại, ok chưa? Thì luôn luôn là gì? Ghi đây đi nhờ. K delta L0 cộng đi cho A thì nó sẽ bằng đi cho 3,75 newton, được chưa? Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên đến vị trí có độ lớn lực đàn hồi bằng 3 newton là delta T1, được chưa? Đó, vậy là delta T1 nè. Bài giá thế, được chưa? Giá thế nha. Đi từ cộng A nè cho đến gì? F đàn hồi có độ lớn là 3 newton nhưng mà ngắn nhất nha. Ngắn nhất là góc quét nhỏ nhất á. Tiếp theo nè. Delta T2 là gì? Lò xo bị nén cho một chu kỳ mấy đâu tôi? Là nén, được chưa? Nén cho một chu kỳ. Và chúng ta có được là gì? Delta T2 bằng 2 delta T1. Ok, bài toán xử lý thời gian nè. Xử lý dữ kiện này trước cho nó ngon, được chưa? Xử lý dữ kiện này trước cho nó ngon. Rồi, bây giờ chúng ta vẽ cái vòng tròn lượng giác để xử lý cái dữ kiện thời gian nè. Rồi ôi, bài chua thế. Như chúng ta đã biết, được chưa? À, như lớp nâng cao đã biết, đa số dùng phương pháp trục kép trong bài toán lực. Trong bài toán con lắc lò xo thẳng đứng, được chưa? Ok, thì vẽ đại đây đi. Đây mọi người ha. Thì cái góc nén nó sẽ đối xứng với trục hoành và nó nằm bên phía phần âm. Đây nè.
Đây nhá. Đây. Đây chính là chỗ gì? Ừ, trừ delta L0. Và cái góc nén chính là góc gì? Góc vớ vẩn này đây. Chịu chưa? Đây chính là góc nén, được chưa? Và góc nén nó sẽ đối xứng qua ừ trục hoành. Đó. Và nó nói là gì? Cái thời gian nén này nè, nó gấp đôi cái thời gian đi từ biên dương đến một vị trí bất kỳ. Được chưa? Đó. Vậy thì thời gian sau thì sao? Góc nén nó bằng vậy á, được chưa? Thời gian sau thì góc nó vậy, sorry ha, góc nó vậy chứ nói góc nén là gì, ai biết gì, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có thằng này là double của góc màu xanh dương thì thằng kia nó cũng phải là bằng đây, nó cũng phải bằng giống giống vậy, được chưa? Đây, nó sẽ đối xứng qua đây. Đó. Nếu chỗ này là trừ delta L0 thì 100% chỗ này phải là cộng delta L0. Đó. Từ biên dương ha, đi đến đây, được chưa? Đó, ba góc này phải free sum với nhau, bằng nhau, được chưa? Rồi, đó được chưa? Ok chưa? Chuẩn chưa? Rồi nha. Và bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có lực đàn hồi bằng 3 Newton với lực đàn hồi cực đại nè. Ok. Và chúng ta sẽ soi cái tỷ lệ này, được chưa? Soi cái tỷ lệ này. Cái tỷ lệ đầu tiên mà chúng ta có nha, ghi bên này nè. Lấy trên chia dưới nè, là A bình nè. Đem chia đi cho delta L0 plus cho A, được chưa? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu, được chưa? Nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 0,135 chia cho 3,75 bằng. Thì nó sẽ ra là khiếp nhờ. Khiếp thế. Được chưa? 9 phần 250, được chưa? 9 phần 250. Ok. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ta sẽ có gì nhỉ? Ok, rồi, cái tỷ lệ đó chưa xử được. Rồi ta sẽ xử cái tỷ lệ này, được chưa? Đó, chúng ta sẽ xử lý cái tỷ lệ F đàn hồi chia cho F đàn hồi mắc đây, được chưa? F đàn hồi mắc. Đó. Cái lực đàn hồi lúc này là cái lực đàn hồi ở vị trí cộng delta L0 thì nó phải là bằng gì? Delta L0 cộng đi x đúng không? Mà x lúc này là bằng đúng delta L0. Đó, x lúc này là bằng đúng delta L0 nha. Đây cái vị trí đây này, là vị trí này. Đó. Thì nó sẽ bằng đi cho k k mức nha. Delta L0 cộng đi cho a và nó sẽ bằng đi cho nhiêu? 3 chia cho 3,75 bằng là 4/5. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ dễ dàng giải được delta L0 theo theo A, được chưa? Rồi, chúng ta dùng phương pháp chuẩn hóa bấm này cho nó nhanh nhỉ. Đây, 2x là chưa biết nè, được chưa? A thì chúng ta để là gì? Là 1 thôi, được chưa? Chúng ta chuẩn hóa mà. Và chuẩn hóa theo A thì A của nó sẽ bằng number one. Ship solver. Chết, tôi không chứ. Chán thế. Được chưa? Để chế độ số phức. Cho nên là phải bấm lại chứ giờ sao giờ. 4 phần 5 là 0,8 chứ gì nữa. Ship solve bằng 0,666 là 2 phần 3. Được chưa? Tức là 2 phần 3 của A. Thì từ đây chúng ta suy được hai điều. Điều thứ nhất là delta L0 chia đi cho A là bằng đi cho 2 phần 3 là cái thứ nhất. Được chưa? Đó. Và cái thứ hai của mình chính là gì nhỉ? A của mình á, sẽ bằng đi cho 1,5 delta L0. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta giải ra delta L0. Tại vì giải ra delta L0 thì mới có chu kỳ nó mới liên quan tới thời gian rồi sao bị giãn cơ. Được chưa? Rồi. Delta L0 nha. Căng thế nhỉ. Rồi. Suy ra nè. Ta dùng cái phương trình số 1 ở trên đây nè. Rồi, khổ thân tôi. 1 suy ra cho A là bằng 1,5 delta L0 tất cả square lên, được chưa? chia đi cho cái quần què gì nhỉ? Delta L0 cộng đi cho A, ừ đó bằng đi cho 9 phần 250, được chưa? 250 thì suy ra A là bằng 1,5 nhỉ? A thì thầy thay bằng gì? 1,5 delta L0 luôn chứ sợ cái gì? Được chưa? Rồi ở đây thì mình sẽ suy được delta L0 luôn.
Thằng này dễ thôi đúng không? Này nhân lên chéo 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 9. Chờ phần đi cho 250 nè. Đó, nhân nè. Này là 1 cộng 1,5 là 2,5 nè, nhân lên 2,5 nè. Chia cho 1,5 bình. Thì nó sẽ bằng đi cho 1/25. Được chưa? 1/25 cơ. Đó, 1/25 mét, được chưa? Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ suy ra được gì? À, chu kỳ T chưa? Là 2 pi căn của delta L0 chia đi cho G. Thì coi như là hai quỹ này mất đi, được chưa? Chúng ta có 1/25 là 2/5 là bằng 0,04, được chưa? 0,4. Rồi, bây giờ chúng ta dùng toán tham suất để tính ra thời gian giãn thôi. Chúng ta biết thì thời gian giãn của lò xo. Thời gian giãn của lò xo thì thầy sẽ lấy nó là bằng màu màu đỏ đi nha. Đó, thời gian giãn của lò xo là hai góc này. Được chưa? Đó. Vì delta phi giãn thì nó sẽ bằng gì? Nó chính là arccos luôn, được chưa? Hai lần arccos luôn, nhưng mà arccos của trừ delta L0 chia A. Được chưa? Là trừ 2/3 nè. Đó, ứng với góc 360 độ. Được chưa? Còn thằng này delta t giãn là nhiêu đó ai biết chưa? T t là đi 0,4 rồi, nhưng tréo chia ngang thôi chứ giờ sao giờ, chưa, nhưng chéo chia ngang thôi, hai nè, shift code nè, đó để này nó sẽ ra góc tù mọi người ha, góc tù này nó sẽ bù với cái góc nhọn bên kia, được chưa? Nhân đi cho 0,4 nè, chia cho 360 độ nè, bằng 0,3, được chưa? Nó vào cỡ 0,29 là 0,3 giây. Chúng ta chọn đáp án là câu B. Ok. Vậy là thầy đã giải xong câu số 5. Ừ. Trong cái đề thi Võ Lâm NUH tháng 9, được chưa? Môn vật lý. Thì chúc các bạn một cái hành trình học vật lý cho những cái hành trình học vật lý về sau nó khả quan, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, được chưa? Nó bố đời hơn. Ok ha. Rồi. Ok, thì chào tạm biệt các bạn.